làm sao để rã đông bơ và xay sinh tố bơ ngon từ bơ đông lạnh. Mọi người theo dõi video phía sau nhé. Đây là cách rã đông bơ đông lạnh. Đầu tiên là lấy túi bơ từ trong tủ đông ra ngoài. Bước tiếp theo là rã đông bơ từ 10 đến 15 phút. Và dùng dao cắt nhỏ bơ để dễ xay. Sau đây là bí quyết để xay sinh tố bơ ngon. Xay bơ thật sánh mịn. Xay bơ thật sánh mịn. Xong rồi nhé. Bây giờ là sẽ rót vào ly và trang trí topping là xong.